Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay rất đặc biệt, Tiến Dũng vừa cập nhật một đợt hàng. Trong đây là những sản phẩm audio cao cấp như là Bose 701 phiên bản 2 lỗ hơi, hàng về trực tiếp từ Mỹ với tình trạng zin của bản còn thùng xốp. Những chiếc âm ly Denon về trực tiếp từ siêu thị Nhật như là 940V 1500 SE còn thùng xốp với tình trạng zin của bản đẹp gần như mới. Thì Dũng sẽ test một đoạn nhạc và sau đó chúng ta sẽ cùng xem chi tiết về những sản phẩm này. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Trong tháng 7 này, Tiến Dũng có khuyến mại đặc biệt hơn nữa, đó là một cặp dây Belden, dây loa của Mỹ xịn. Trị giá món quà này là 900 ngàn sẽ dành tặng cho những đơn hàng trên 10 triệu. Dây loa Belden thì vừa rồi Tiến Dũng tiếp tục về được vài quận. Tiến Dũng đang phục vụ sản phẩm này với mức giá là 120 ngàn một mét. Đây là dây đồng siêu dẫn, có sợi chỉ chống đứt, có bột chống cháy. Tiếng của nó rất tốt, đều ba giải. Với những đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây tín hiệu Roen của Italy, dây ba lăng, dây AV, dây 6 ly. Chương trình này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024, quý vị và các bạn lưu ý. Chúng ta sẽ nghe đàn ông 940V kết hợp với loa Bose 701 phiên bản 2 lỗ hơi. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng cháo cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tim chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay nghe sáo khoái từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, đầy đồ sẽ sống lại yêu thương. Đó là những thanh rất tuyệt vời của Bose 701 kết hợp với đàn ông 940V. Với sản phẩm này, hàng về trực tiếp từ siêu thị Nhật về, hàng đấu mạng với tình trạng zin của bản đẹp gần như mới. 940V là một model rất nổi tiếng của thương hiệu đàn ông. Đây là một sản phẩm có thể chơi được hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bát 40cm đổ lại. Các giáp kết nối còn sáng choang. Máy này sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 205W. Nó có thể chơi được hai cầu loa A và AB cộng. Với tình trạng zin của bản hàng tuyệt đẹp, Tiến Dũng phục vụ trong đợt này mức giá cũng rất ưu đãi, chỉ 17.500.000. Kèm theo phần quà tặng là một cặp dây loa Belden của Mỹ. Món quà này trị giá 900. Tất cả zin của bản còn hộp xốp đầy đủ. Thùng xốp Tiến Dũng đang để ở đây. Đây là các chữ ở bên Nhật họ ghi. Còn thùng và còn các xốp ở bên trong đầy đủ. 17.500.000 cho sản phẩm này là với mức giá vô cùng ưu đãi. Một số các cửa hàng bán với tình trạng không còn hộp xốp thì đã là 17 năm rồi. Thông tin của nhà sản xuất là 12kg, hàng made in Japan, model PMA 940V. Đây là đối tác tuyệt vời cho hầu đa các dòng loa trên thị trường như là loa Bose, loa bền đúc, loa JBL, loa Baunier, loa Sequoia, vân vân. Tiếp theo, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai sản phẩm nữa cũng rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Denon Nhật Bản. Đó chính là hai siêu phẩm được hãng Denon sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hãng. Đây là Denon model 1500 SE dòng Super Audio. Hãng Denon có một thư cảm ơn người dùng kỷ niệm 100 năm single 1910 và 2010. Sản phẩm này ra mắt tại Nhật vào năm 2010 với công nghệ sò MOSFET UHC rất nổi tiếng. Quý vị và các bạn đều biết là những chiếc âm ly sử dụng sò MOSFET công nghệ UHC thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều lần so với các sò thông thường. Mạnh hơn khoảng gấp 3 lần cho đến gấp hàng 10 lần. Điện 100V, công suất nguồn là 295W với tình trạng còn đầy đủ thùng xốp, remote, catolo và dây nguồn. Mức giá 16 kèm theo phần quà tặng là một cặp dây loa Belden của Mỹ. Hiện nay thì Dũng cũng có sản phẩm đẹp y như vậy nhưng không còn thùng xốp, không còn remote điều khiển từ xe, mức giá rẻ hơn đáng kể, chỉ 14.500.000. Đây là đối tác rất tuyệt vời cho hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bát 40cm đổ lại.
Quý vị và các bạn đều biết là những chiếc âm ly dòng Super Audio chúng ta có thể nhìn ngay. Dòng sò UHC thì âm thanh nó sẽ rất tốt và rất mạnh mẽ, cũng như là không biết kém cặp loa nào. Phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bow 701 phiên bản 2 lỗ hơi. Đây là một cặp loa rất nổi tiếng, được người chơi audio mệnh danh là vua bass. Vậy là 1-2 lỗ hơi sẽ sử dụng hai loa sub bass bên trong loại 20cm, một loa mid loại 16cm và hai loa chép giấy loại 6cm. Bộ lọc được trang bị đến 5 bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa, ngay cả khi chúng ta chơi với cường độ lớn. Cặp loa này có trở kháng là 6-8 ohm, công suất cực đại là 400W trên một thùng, rất mạnh mẽ. Với cặp loa này chúng ta có thể sử dụng để chơi đa thể loại dòng nhạc, từ nhạc chậm, nhạc nhanh như là nhạc vàng, nhạc liên khúc hải ngoại, nhạc remix vân vân. Với tình trạng zin nguyên bản còn thùng xốp đầy đủ ở đây. Trong đây còn đầy đủ xốp. Hàng về trực tiếp từ Mỹ với tình trạng zin chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Mức giá thì giúp phục vụ là 24 triệu. Hiện nay chúng tôi cũng đang có 701 phiên bản giống y như vậy, đẹp y như vậy nhưng không còn thùng xốp, mức giá chỉ 21 triệu. Đây là một mức giá rất tuyệt vời trong dịp này. Quý vị và các bạn sẽ nhận ngay một phần quà tặng, đó là một cặp dây loa Belden hàng Mỹ. Với mẫu loa Bow 701, quý vị và các bạn muốn âm thanh sáng sủa hơn, lung linh hơn thì chúng ta có thể đầu tư thêm một cặp loa trợ lời, loa toàn giải Bow 101. Loa này sử dụng một loa toàn giải loại 11cm với phần thùng nhựa là nhựa ABS cao cấp. Phiên bản 150W chúng ta có thể sử dụng cho hầu đa các vị trí như là quán ăn, quán cà phê, nhà hàng sang trọng. Lưu ý với quý vị và các bạn, đây là dòng Music Monitor, dòng kiểm âm. Với loa toàn giải này chúng ta sẽ có thể hỗ trợ cho bất cứ dàn âm thanh nào, bao gồm dàn nghe nhạc, dàn hát karaoke, gia đình. Ngay cả những cục để đẩy lớn từ 500W cũng có thể chơi được rất thoải mái. Mức giá chỉ 4 triệu, tình trạng hàng Mỹ về tuyệt đẹp. Phía trên này là một cặp loa Bow 301 AV Monitor, anh em thường gọi là loa Bow chỉ đỏ. Trong đợt này thì Dũng chỉ về được một cặp này thôi. Với tình trạng zin vừa bản, loa đẹp gần như mới, bao zin từ A đến Z. 301 AV Monitor sử dụng một loa bass loại 20 và hai loa chép giấy loại 8cm. Bộ lọc được trang bị đến 3 bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Con loa này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc đa thể loại và hát karaoke gia đình, phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 30m2, tiếng rất tốt. Mức giá trong đợt này cũng rất ưu đãi, chỉ 14 triệu, kèm theo phần quà tặng là một cặp dây loa Mỹ trị giá 900 ngàn. Thì Dũng hiện cũng có mẫu loa Bow 301 Series 3 phiên bản vỏ vàng mức giá 15, phiên bản vỏ màu đen mức giá 12 năm, kèm theo phần quà tặng. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm audio cao cấp được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn và với mức giá rất ưu đãi kèm theo phần quà tặng đặc biệt trong tháng 7 này. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.